Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ. Trong lịch phát sóng buổi trưa ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi Lỗ Bang Sát Thước, tác giả Lâm Gia Thái Bảo, thiên hai, tập 8. Tưởng đâu bà già đó đã nát như tàu hũ bởi cú đâm chí mạng. Ai dè từ gốc cây, nơi bà bị hất tung, bừng lên hào quang đỏ. Ánh sáng tạo ra bởi lớp bụi liên kết lại với nhau, tạo ra hình ảnh như một dải lụa phấp phới. Con heo rừng khịt mũi mấy cái, rồi lấy đà hút tới nữa. Tâm tò mò đứng xem, bà già đó có lẽ đã dùng hộ pháp để đỡ. Từ quang ảnh của những dải lụa vươn ra nhiều cánh tay bằng bụi sáng lấp lánh màu trắng. Những ngón tay thon dài vừa kịp chụp lấy hai cái nanh con heo chặn lấy, không cho nó tiến thêm bước nào nữa. Hộ pháp này Tâm không biết là vị nào, nhưng lực mềm mại uyển chuyển lại mang sức khống chế rất to lớn. Có điều theo lời quan lửa kể, hộ pháp sẽ hiện ra toàn thân hoặc bán thân, nhưng ở đây Tâm chỉ thấy những cánh tay cùng với khúc vải lụa bay lơ lửng. Những thứ mềm mại ấy đang cản nanh con heo, nhưng sức lực con heo rừng là vô cùng khủng khiếp. Nó ghì người lấy đà, hất bả văng lên cao. Từ trên cao bả dùng quyền đánh xuống. Quyền trông đơn giản, nhưng khi rơi từ trên cao như hoa sen nở. Mỗi chưởng là một cánh sen bay vút ra, ấn vào đầu con heo. Da nó toát ra một đường, ngay cả cái nanh cũng mẻ đi một ít. Con heo khịt mũi, dường như muốn nói gì đó với con vượn lông trắng, nên nó lập tức cõng Tâm chạy đi. Dù đã đi được rất xa, nhưng tim Tâm vẫn còn đập như trống trận, bị hồi hộp và sợ hãi. Phen vừa rồi đúng là thập tử nhất sinh. Bản thân dạo qua quỷ môn quan cũng mấy lần, nhưng đến lần này quả là khủng khiếp, vì sự xuất hiện của toàn là quái vật. Con vượn đu hết sức, Tâm nằm tiếp đi. Đến khi nó để anh xuống nhà quan lửa thì anh mới tỉnh dậy. Anh bước vào, thều thào gọi tên ổng, nhưng từ trước ra sau không thấy ổng đâu. Anh đành lết vào tủ thuốc, lấy ra mấy liều giải độc mà uống. Tuy nhiên có lẽ loại độc trên mũi tên cũng không quá mạnh, nên từ lúc ra khỏi trường đến giờ anh đã thấy ổn hơn nhiều. Độc có thể thông qua mồ hôi mà đào thải. Đang lấy thuốc thì Tâm vô tình kéo ra được một ngăn bí mật nằm ở dưới cùng. Ngăn nằm rất kín, nếu không cố tình môi thuốc ra thì khó mà thấy được. Bên trong để rất nhiều giấy ghi chép tay của ổng. Lúc này Tâm không còn hơi sức quan tâm nữa, vội uống thuốc để tăng cường khả năng thải độc của cơ thể, sau đó nằm gục xuống. Tâm tỉnh dậy khi xung quanh đã tối đen như mực. Đoán chừng anh đang ngủ gần 4 tiếng. Cơ thể lúc này đã khỏe hơn nhiều, có điều còn uể oải như vừa mới hết sốt. Tâm vịnh tủ thuốc đứng dậy, vô tình tay lại chụp vào ngăn kéo bí mật đó, như một định mệnh xui khiến anh muốn biết điều bí mật nằm bên trong. Anh nhìn xung quanh vẫn không thấy quang lửa đâu. Anh cất tiếng gọi cũng không ai trả lời. Tâm lại dâng lên tính hiếu kỳ. Anh bật đèn, rồi lôi cái sấp giấy nặng mấy ký, có giấy cũ vàng sang giấy mới, đem ra đọc. Tất cả đều là những ghi chép về U Minh. Ổng có thói quen ghi ra như nhật ký vậy. Tâm biết là sai, nhưng vẫn không bỏ được tật tò mò. Anh lật mấy trang mới nhất nằm ở trên cùng, được đóng cuốn lò xo hẳn hồi, thì những tờ giấy gần nhất có ghi chép về cách hóa giải độc của sống thước, độc của Lỗ Bang mẫu chân giới, nguyên do trúng độc và cách giải. Xem ra ông biết cách hóa giải cũng đã mấy năm rồi, và nó hoàn toàn dùng huyệt vị để giải, chứ không cần đi hái lá trong gò dầu hương làm gì. Tâm nhớ lại cái lần cả hai ra khỏi sống thước, ông nói cơ thể trúng độc rất nặng, nhưng theo những gì ghi trong này
thì hoàn toàn không tới cỡ đó. Vậy tại sao ông lại làm ra vẻ như vậy? Tâm tò mò coi lại rượu thuốc mà ông uống. Là rượu lọc máu, tức là ông uống cho có, chứ không có liên quan gì hết. Vì độc của lỗ ban mẫu là độc gây tê phụ kinh lạc, ứ động khí lực. Vậy quan lửa muốn làm gì? Tâm cho rằng ông muốn anh đi vào gò dầu hương, nhân danh tìm dược liệu cho ông. Nhưng tại sao? Để chạm trán với đám tiêu nhi đường, hay còn cái gì khác nữa? Và một điều quan trọng là cuốn nhật ký hàng thật vẫn còn. Cuốn nhật ký mà ông nói là đã bị bà già khùng sao chép, tức là cuốn mà bà già khùng làm giả thực ra cũng là một cuốn giả. Tâm đoán như vậy vì cuốn giả mà bà già khùng để lại đã bị ổng quăng xuống ao rồi còn đâu. Tâm nhìn một lần nữa, rõ ràng hình dáng chính là cái cuốn ông đã ném xuống nước. Vậy cuốn này là sao? Nếu không giải thích rằng đây mới là cuốn thật được ổng giấu, thì không có câu trả lời nào khác cho Tâm. Tâm tò mò không hiểu, ông làm vậy để chi? Vậy có nghĩa là ông biết về sự xuất hiện của bà già khùng, và ông mới là người gợi ý cho bà lấy cuốn sách giả này qua việc dẫn Tâm đi về từ gò dầu hương. Đó là lý do tại sao ông không chỉ cách về cho Tâm. Tâm lật ngược đến những trang đầu tiên dưới sắp giấy thì có một thứ làm cho anh càng dâng lên những nghi ngờ. Đó là một bức thư của Mai Quế Trâm gửi cho Đan Chi. Đúng hơn là một phần bức thư. Đoạn đầu và đoạn sau đã bị xé mất rồi. Trong đó Quế Trâm nói một người tên Diệp Thoại Ngân đang nắm giữ quả cầu lỗ ban tử tại một nơi gọi là giếng xương sống, nằm ở Gò Dầm. Trước khi rời đi, bà đã phong tỏa cái giếng đó lại. Lối đi chỉ dành cho lỗ ban tử nào nắm được cây thước sinh tử của người cô chỉ thì mới vào được. Vừa đọc tới địa danh giếng xương sống, Tâm đã nổi óc cục. Từ lúc Tâm theo học thì quan lửa cũng có chỉ về địa thế của U Minh rất nhiều, nhưng trong các địa danh ổng nhắc không có cái nào tên kỳ cục như vậy. Anh tìm mấy tờ ghi chép kế bên nhưng không thấy nhắc gì đến địa danh này hết. Nhưng mà có lẽ trong cả đống giấy này thì thế nào cũng sẽ có. Có điều làm cho anh suy nghĩ nhiều hơn, đó là thời gian của bức thư này. Tâm nhớ lại lời quan lửa kể về việc ông ta vào rừng, cũng như sự việc đám người khảo cổ Pháp bị giết ở trong tàn tích khu chỉ. Đan Chi là tổ sư, vậy thì cũng tầm 100 năm trước. Theo lời bà già khùng thì lúc này quan lửa chưa vào U Minh. Quan lửa là bạn nhậu của Đan Chi thì có thể có được tờ giấy này đã đành. Nhưng còn Diệp Thoại Ngân là ai? Bà ta có phải là người đã giết đám khảo cổ hay không? Tâm đang chăm chú đọc thì nghe tiếng máy cù le kêu lớn giận. Chiếc xuồng nhỏ rẽ nước, hình như là quan lửa đi đâu vậy? Tâm hú hồn hú vía, vội dọn dẹp mọi thứ ngăn nắp trở lại. Sau đó lết ra nằm ngoài hàng ba, rên lên hừ hừ. Tâm giả bộ đau đớn, ngóng mãi mới thấy quan lửa cột giỏ rồi đi lững thững lên nhà. Hôm nay hình như ổng xỉn, giọng nói lè nhè kêu Tâm nấu nước ấm cho ổng lau mình đi ngủ. Tâm giả bộ đau nhức ngồi dậy. Anh hỏi: Bác mới đâu về vậy? Tao ra ngoài rừng nhậu, lâu lắm mới được một bữa nhậu đá đời như vậy đó. Mày vô địa cung cô chỉ chưa? Tâm đưa cái trán băng bó ra cho quan lửa nhìn rồi nói: Ôi, con còn sống về tới đây là hên lắm rồi đó bác. Rồi anh kể chuyện ở Vàm Chăn, vì anh biết thế nào con vượn lông trắng cũng sẽ kể thôi, nên anh kể luôn. Mày nói sao? Vậy là mày gặp bà ta rồi hả? Quái nhân tao đã nói với mày đó, bà mạnh lắm phải không? Tâm lây quay nhóm củi bắt nước, nói giọng vô: Bà mạnh như trâu chứ không có mạnh thường đâu. Mà sao bà có cái hộ pháp lạ lắm bác?
hộ pháp ngọc nữ, nhìn hoành tráng lắm phải không? Con chỉ thấy có cái tay với mấy cái tấm vải tung tóe à. Quan Lửa kể ra vanh vách. Hộ pháp đó tên là Ngọc Nữ, được luyện từ bức tượng Apsara trong cung điện thờ thần Indra, nằm trong quần thể đền thờ tại Bát Tâm Banh, Campuchia. Khác với các hộ pháp thường thấy của Lục Lâm, là dùng thần tượng xuất xứ từ Ấn Độ hoặc Sri Lanka, thì hộ pháp của bà này lại được dùng có xuất xứ từ Vương quốc Tiền Chân Lạp. Hộ pháp Ngọc Nữ là hộ pháp từ Ý mà thành, chủ về phòng ngự, được luyện bằng cách dùng thần tượng cầu nguyện chung với tượng Càn Thác Bà. Vật cúng lễ là âm nhạc và mùi thơm trong vòng 49 ngày. Hộ pháp Ngọc Nữ bảo hộ cho người con gái có trái tim thuần khiết. Tâm ngạc nhiên. Ủa, sao không biết rành vậy? Sời, tao là người luyện để tặng cho bà mà. Vì mệnh bá kinh lạc bị khuyết hai cái mạch âm, gọi là khuyết do huyệt vị không ổn định đó. Hai xảy ra tình trạng lặng và nhập huyệt vị, nên cần có hộ pháp Ngọc Nữ mang tính chất phòng ngự chính những cái huyệt vị này. Lần đó tao đi tìm bảo vật mới gặp Đan Chi, sư tổ của mày đó. Lát sau nước ấm, Tâm đem lên cho Quan Lửa lau mình. Anh hỏi sao bữa nay ổng xỉn dữ vậy. Quan Lửa vui vẻ trả lời. Ổng ra ngoài bìa rừng nhậu với một ông già mù. Ông già này cắm câu ở ngoài, ổng làm cho Quan Lửa thấy không còn hơn thua với đời nữa. Cảm giác như lâu lắm rồi mới hòa mình vào cuộc sống bình thường, chứ không còn là Lục Lâm Ân Quán nữa. Lâu lắm rồi ổng mới uống đến xỉn như vậy. Tâm hỏi. Bác nói sao chứ, lần trước thấy bác uống mấy chục lít rượu thuốc, có xỉn gì đâu. Mày bậy, cái đó là rượu thuốc, còn cái này là rượu vui. Uống không vui thì uống làm gì? Nên là tao không dùng kinh lạc để giải rượu, mà quyết sẽ sai một bữa đó. Ổng im lặng giây lát rồi nhìn Tâm, hỏi về bà già đó. Tâm nói. Bà hả? Con thấy cái mặt thì hiền lắm, mà sao hung dữ quá? Tính ra bà đẹp lão ghê hay bác à? Quan Lửa cười cười nói. Hồi đó còn đẹp hơn nữa kìa. À, vậy là cái người mà ông sợ đọc được nhật ký của ông á, là cái bà đó phải không? Ờ, đúng rồi đó. Bà kêu ông là ông già dịch. Nói cái gì mà ông kêu tôi còn tới phá đám bả. Quan Lửa phá lên cười. Tánh bả vậy đó. Bả chưa vỗ nát cái đầu mày là mai phước cho mày rồi. Dạ, cũng nhờ của con heo rừng cứu con. À, ông hay nói chuyện với bả không? Tâm dọn dẹp thau nước rồi hỏi. Ông thở dài. Không, hai tụi tao đánh nhau tới giờ gần 60 năm rồi, ông ai nhường ai hết. Gì? Ông bị sao vậy? Sao lại quýnh nhau với bà? Thật ra là do tao không mở lời được. Hồi đó tao có lỗi với bà quá. Tao hiểu lầm bà, rồi không chờ đợi bà. Tao ở đây coi bà vậy thôi. Bà có mệnh hệ gì thì tao đi chung cho nhanh. Tâm hỏi kỹ nữa thì ông nói là có nói mày cũng không hiểu được hết. Chuyện dài dữ lắm. Tâm nói. Vậy sao không qua ở chung luôn đi? Quýnh nhau làm gì? Bà còn thương chồng bà lắm, tao đâu có rớ vô được. Tâm lờ mờ cảm thấy thời của hai người này hẳn là Lục Lâm sóng gió dữ lắm, đến độ chui vô rừng mà còn quậy nhau đục nước như vậy. Tâm hỏi tên bả. Quan Lửa nói bả là bà Sò, nhưng tên hồi còn con gái là Diệp Thoại Ngân. Tâm nhớ ngay đến cái tên Diệp Thoại Ngân trong tờ giấy. Sẵn dịp anh hỏi luôn.
Ủa bà Ngân hồi đó sao lại vô đây vậy bác? Quan Lửa nói đó là một câu chuyện dài lắm. Thời đó các gia tộc tranh đấu nhau, công khai có, ngầm cũng có. Lục Lâm sống nay chết mai là chuyện bình thường. Diệp gia của bà là một nhánh lớn trong Lục Lâm, chuyên chịu trách nhiệm cho các chuyến giao hàng. Dĩ nhiên cũng là đối tượng tham gia vào cơn mưa gió máu tanh đó. Đợt này nội bộ Diệp gia sắp đặt cho Thoại Ngân một mối hôn ước môn đăng hộ đối. Ban đầu bà không chịu nên trốn đi. Thời còn trẻ, bà sò giao thiệp giang hồ rất rộng, trong đó có quen biết với những thiết công, tức là thợ đóng hòm. Thiết công nổi tiếng nhất lúc đó là Trần Lục, đã chỉ cho bà trốn vô U Minh một thời gian. Sở dĩ Lục biết nhiều về U Minh là vì ông ta cần đóng những loại hòm chôn, những thứ vô cùng đặc biệt. Vậy cho nên loại cây cần có cũng phải hết sức đặc biệt. Trong U Minh này có rất nhiều loại cây như thế, ổng đi xẻ cây riết thì cũng rành đường. Sau đó hôn sự bị quỷ, bên nhà trai cũng quậy dữ lắm, nhưng rồi đành thôi. Nhờ đó mà bà sò mới không cần trốn trong U Minh nữa. Về sau thì Quan Lửa bị trúng độc nấm lư hương, cơ thể cần phải duy trì tấm băng bùn ở trong này, nên không thể sống bên ngoài được. Ông dọn vô đây, chôn cất vợ xong, thì từ đâu bà cũng lù lù đi vô dựng nhà ở. Hai bên nhớ lại chuyện tình cảm trúc trắc hồi trước, người này thù người kia, dẫn tới cảnh như bây giờ. Vậy xưa giờ bà vẫn ở chỗ dầm chăn đó đó hả? Quan Lửa nói đúng vậy. Im lặng chừng 5-6 giây, thì tới đây ông ngái khò khò. Tâm quyết định lén Quan Lửa đi tìm thực hư trong giếng xương sống. Tuy nhiên cũng phải đợi 2 ngày nữa khỏe hẳn mới đi được. Hôm sau, nhân lúc Quan Lửa đi ra bìa rừng mua đồ ăn, Tâm tiếp tục lục tìm trong tủ tài liệu bí mật đó, nghiên cứu về cái gọi là giếng xương sống. Rốt cuộc Tâm cũng tìm thấy. Quả nhiên sau khi có được bức thư của Đăng Chi, thì Quan Lửa có ghi chép về giếng xương sống, đúng hơn là một bản đồ đi tới đó. Đầu tiên là phải nói về địa thế rừng U Minh. Thực ra là vào thời xa xưa, trước khi nước biển dâng, thì U Minh là một vùng lõm khô ráo. Có lẽ do phun trào hoặc va chạm thiên thạch, bên dưới rừng U Minh là một thung lũng rộng mấy chục cây số, như một cái lòng chảo. Đậy bên trên cái chảo đó là nắp. Cái nắp này kỳ lạ thay, lại được tạo thành bởi hàng triệu triệu sợi rễ tràm to lớn quấn chặt vào nhau. Rừng U Minh thường mọi người thấy chính là cái rừng mọc trên cái nắp kỳ lạ đó. Còn bên dưới nắp lại là một khu rừng khác, Quan Lửa gọi là rừng ngược. Chính giữa thung lũng đó có một mặt trời, bên trong cái nắp lại có vô số cây tràm sinh sôi nảy nở, đâm ngược xuống hướng về phía mặt trời đó. Do cái nắp bằng rễ cây không thoát nước được, cho nên nước từ trên rừng U Minh sẽ chảy về 5 cái hố trũng lớn gọi là giếng. Thứ tự từ đông sang tây là giếng hốc mắt, giếng mũi, giếng hàm dưới, giếng xương sống và giếng lỗ tai. Nước từ giếng này sẽ chảy xuống rừng ngược. Và kỳ lạ thay, bên dưới lại có những cái máy bơm cổ đại bơm ngược nước lên nắp chảo, không khác gì một hệ tuần hoàn của con người. 5 cái giếng này theo ghi chép là có giờ múc nước và giờ xả nước. Nếu đi vào giờ Sửu, tức là 1 đến 3 giờ sáng, sẽ thấy được lối đi. Tâm tò mò, trong này Quan Lửa cũng đã ghi chép rõ ràng như vậy rồi, sao trong bức thư Quế Trâm lại nói chỉ có đệ tử của Lỗ Ban Tử cùng với Thước Cô Chỉ mới có thể đi vào? Nói tới đây lại lồi ra vấn đề khác. Trong bức thư thì Quế Trâm chỉ nói là thước sinh tử của người Cô Chỉ, hoàn toàn không nhắc đến việc nó có phải dây cót của cây đèn Cô Chỉ hay không. Điều này làm Tâm bối rối, lỡ đâu đi cho đã rồi công cốc rồi lại tốn thời gian, chưa kể nguy hiểm rình rập, lỡ xui rủi mắc kẹt trong đó là hai đèn xong đời.
Tâm đắn đo rất lâu, cuối cùng anh vẫn quyết định sẽ đi. Xác định phương hướng đi đến giếng xương sống, Tâm bắt đầu chuẩn bị đồ nghề. Chỉ còn 5 ngày nữa là anh sẽ rời khỏi đây. Mọi chuyện không thể trật chuột được. Tâm chuẩn bị rất kỹ. Anh đoán chừng sẽ cần đèn pin, dao, dây. Anh gói sẵn trong ba lô. Quan Lửa tò mò hỏi thì anh nói anh nôn nóng, tới ngày thì đi cho khỏi quên đồ. Quan Lửa nói đùa: "Mày mà ăn cắp thứ gì của tao á thì tao bầm mày ra cho ốc ăn à." Sau 2 ngày kể từ khi bị thương, vết thương ở trán đã làm mài, độc trong người cũng thải ra hết. Tâm đã hết sức sẵn sàng khám phá cái giếng xương sống, tìm ra bí ẩn của Mai Quý Trầm. Dù gì nhiệm vụ sau cùng của anh cũng là đem về 3 quả cầu lỗ ban. Có nó biết đâu chấn hưng tứ miếu được. Đêm đó Quan Lửa lại đi nhậu về. Tâm kẻ ông vô, rồi lặng lẽ di chuyển. Phải đi một quãng xa, anh mới dám mở đèn pin lên. Chạy băng băng qua các thân tràm keo cột định, nằm ngổn ngang, to như cây cầu 4 làn xe. Mà lòng Tâm thấy ngổn ngang, y hệt như cảnh rừng ban đêm này vậy. Anh tò mò không biết thứ gì đang chờ đợi mình ở giếng xương sống đó, rồi còn lối đi bị phong tỏa lại là cái gì. Chừng 12 giờ rưỡi khuya thì anh tới địa điểm được mô tả. Chỗ này địa hình trũng xuống, sình bùng từ khắp nơi gom về đây, nên mùi chướng khí nồng nặc không thể miêu tả bằng lời. Tâm cẩn thận rồi đèn pin, tìm chỗ nước đổ về. Tuy khắp nơi đều là bùn, nhưng nước vẫn gom theo dòng như con suối lớn, đục ngầu, bốc mùi tanh tưởi đang chảy đi. Tâm đi xuôi dòng nước chừng 15 phút thì thấy rất nhiều dấu vết phế tích xuất hiện. Chúng ngập trong sình, phần nhô lên thì bám một thứ nhớp nhúa bóng nhảy màu nâu, không rõ là gì. Đang đi trong không gian bí bách ngột ngạt, cây rừng đang dày đặc, thì đột nhiên không gian mở rộng trước mắt, không khí có phần thoáng đãng hơn. Biết rằng đã tới nơi, Tâm chỉnh đèn cho tăng diện tích chiếu sáng. Ánh sáng lìa đến đâu, Tâm kinh ngạc đến đó. Trước mặt anh là giếng xương sống. Nó như một cái hồ. Nhìn nó làm anh nhớ đến hồ Thanh Long ở trên núi Cấm. Nước mênh mông cộng với bóng đêm trong rừng làm cho mặt hồ như kéo dài mãi mãi. Bờ hồ toàn cây là cây. Có lẽ vì bức tường cây dày đặc, đứng từ dưới nhìn lên y hệt như một thành giếng nhô cao, đâm thẳng lên tới trời, nên chỗ này được gọi là giếng. Tâm chờ đợi đến giờ Sửu để thấy được đường đi. Giờ Sửu đã điểm, nước sủi bọt réo lên ùn ụt. Bên dưới dường như có loài sinh vật nào đó thức giấc, hút nước đi, tạo thành vô số xoáy nước to nhỏ không đều. Từ trên nhìn xuống, chẳng khác gì một cái búp sen ăn hết hạt. Chừng 10 phút thì nước rút đi chừng 3 mét. Tuy nhiên không nhìn được gì, vì hơi nước mịt mù kín lối. Tâm ráng đợi thêm 10 phút nữa thì một cảnh tượng hùng vĩ hiện ra trước mắt anh. Quả đúng như tên gọi, bắt từ đầu này qua đầu kia giếng là một cái xương sống khổng lồ của một loài vật cổ đại nào đó. Tuy nhiên nó quá bự. Những con khủng long Tâm coi hồi nhỏ trên VTV2 cũng không bự tới vậy. Cái xương sống cong cong như cây cầu bắc qua bờ bên kia. Hai bên là vô số bức tượng đen xì, đủ hình dạng, nằm rải rác không theo quy luật nào cả. Tâm bước lên xương sống, từ từ đi qua, cẩn thận rồi đèn. Các bức tượng miêu tả đủ loại người, già trẻ lớn bé, nam nữ, trong nhiều tư thế. Trang phục trên tượng thì dĩ nhiên đều đã bị bào mòn hết cả, không nhìn rõ được. Nước rút đến phần mắt cá chân của tượng đều rang. Lúc Tâm đi tới nửa cây cầu thì mặt nước lặng yên đến đáng sợ, nhìn không khác gì anh đang đi trên một cái gương khổng lồ.
Tâm lúc này mới thấy sợ. Xung quanh tối đen, tịch mịch âm u. Lại đi giữa hàng tượng, bên trên một tấm gương kỳ dị. Hơi nước từ đâu lại ùa tới, làm cho cảnh tượng thêm phần ma mị. Lát sau Tâm nghe tiếng vẫy nước. Tiếng vẫy phát ra từ bên trái, phía trước cách anh không xa. Tâm rọi đèn pin tới đó, thì nó chỉ là một bức tượng cô gái đang khom lưng. Tiếng vẫy nước rất rõ, nhưng nước lặng im như thế kia thì vẫy làm sao? Tâm chợt nhớ dưới bóng phản chiếu của bức tượng, một hình ảnh phản chiếu cô gái mình trần đang ngồi chồm hổm, tóc xõa dài qua hai vai. Cặp mắt đó đích thị là đang nhìn anh. Lúc này Tâm lia đèn xung quanh, tượng nào cũng có cái bóng phản chiếu như vậy hết. Cả trăm cặp mắt đều đổ dồn về anh. Giữa mặt nước phẳng lặng như tấm gương đó, Tâm thấy rõ ràng có dáng cô gái phản chiếu dưới nước. Dĩ nhiên nhìn ngược xuống thì không rõ mặt mũi như thế nào, chỉ thấy được mái tóc suông dài xõa qua vai. Đôi mắt dường như ngước lên nhìn Tâm. Tâm giật mình, rọi lên trên thì không thấy đâu. Ở vị trí đáng lẽ là có một cô gái đang bọc nước, anh chỉ thấy một bức tượng nữ đang khum lưng. Tượng cũng xõa tóc, ngực trần, quấn xà rong. Hai tay tượng vươn ra như muốn nhấc một thứ vô hình gì đó từ dưới nước đưa lên. Tâm tưởng mình hoa mắt nên dụi mấy cái. Ai dè sau khi dụi xong, rồi đèn ra xung quanh thì mới tá hỏa. Không chỉ có mỗi cô đó nhìn mình, mà khắp nơi dưới nước đều là hình phản chiếu ma mị như vậy. Rồi rồi rồi, cái gì tới nữa rồi? Tâm tự nhủ, lập tức lấy đồ chơi ra thủ thế, sẵn tiện quấn cuộn dây thừng có móc câu dùng để leo trèo, quàng qua vai. Ban đầu Tâm tưởng chỗ này là một cái giếng thật, kiểu xe đu xuống, cho nên mới đem theo dây. Bây giờ lại thấy nó bướng víu. Tuy nhiên nhìn mấy cái bóng ma dưới nước đó, cộng với cây cầu kỳ lạ này, Tâm chợt nghĩ nếu chẳng may té xuống dưới thì sao? May mà có đem theo dây. Anh cảm thấy mới chỉ theo học quan lửa ít lâu đã giúp anh có sự chuẩn bị chu đáo cho nhiều tình huống. Tâm siết dây dài. Đôi giày lính cũ kỹ của quan lửa được ổng tân trang lại phần đế, nhờ vậy mà bước đi còn rất bám. Không gian bí bách khó chịu, Tâm chuẩn bị tâm lý xong rồi nhìn lại. Những hình ảnh phản chiếu vẫn ở yên đó nhìn anh. Thế vậy Tâm mặc kệ tụi nó luôn, khi nào nó phóng ra khỏi nước đi rồi tính. Anh lần mò bước lên đốt sóng tiếp theo để đi qua bờ bên kia. Cây cầu này nói đúng ra thì như cây cầu khỉ làm bằng xương sống con vật gì đó, hết sức to lớn. Những phần mỏm gai đốt sóng nhô lên, thậm chí cao đến ngực của Tâm, chỗ dày nhất hơn một gang tay. Sờ vào thì chất xương còn cứng chắc lắm. Từ đốt sóng có những cây xương cong cong khổng lồ đâm xuống mặt nước, khỏi nói cũng biết đó là xương sườn. Từ chỗ Tâm bắt đầu đi thì không có, đến chỗ này mới có. Tâm đoán anh đang đi từ đốt sóng cục đi ngược lên đầu. Giữa cầu tầm ngang hông con vật, vậy nên mới có xương sườn. Tâm tò mò không biết đây là con vật gì, đã chết được bao lâu rồi. Vì nếu là xương khủng long trải qua mấy chục triệu năm thì cũng thành dầu lửa hết rồi, đâu thế nào còn sừng sững như vậy được. Anh lấy cây dao đi rừng, gõ gõ vào xương sống, xương sườn. Tiếng dội lại như gõ vào bê tông, tai cũng cảm thấy tê. Con này trở mình chắc động đất mẹ nó luôn. Tâm lại tò mò về cái gọi là phong tỏa lối vào giếng xương sống. Nếu căn cứ theo bức thư đó thì chỗ này vẫn chưa là giếng xương sống thật sự. Anh đoán chắc phải đi qua cây cầu này mới tới được chăng. Tim Tâm đập lên thình thịch, mồ hôi túa ra, làm cơ thể ngứa ngáy khó chịu. Lúc này mặt nước là lớp hơi mỏng, tuy nhiên rọi đèn thì vẫn có thể thấy được hình ảnh phản chiếu ma quỷ bên dưới.
Khi mà ánh sáng đèn pin vụt qua, anh thấy có ai đó di chuyển rất nhanh như chạy trên nước. Nhìn lại thì không thấy ai hết. Hình ảnh phản chiếu vẫn im lặng, nhìn trừng trừng, làm tâm thêm phần nhộn nhạo khó chịu. Giờ thì đã đi qua phần cong lên của xương sống. Đến một đoạn đi xuống khá dốc, Tâm thấy ngờ ngợ. Anh rọi đèn, giống như đang từ phần cao nhất của con vật này và đi xuống phần cổ vậy. Các mỏm gai đốt sống cũng dựng đứng và dẹp hơn, cao gần 3 mét. Bỗng nhiên phía trước lờ mờ hiện lên hai vùng bằng phẳng có màu trắng ngà, lốm đốm đen kỳ lạ. Tới gần chút nữa mới biết, hai bên có hai tấm xương khổng lồ bám những mảng rêu đen kịt, bự như sân trường tiểu học hồi nhỏ của anh. Anh không nói xạo, vì trường anh học hồi đó là trường làng. Hai tấm xương đó đoán chừng là xương bả vai. Vậy đúng là Tâm đang tiến dần về cái cổ của con quái vật khổng lồ này. Đi qua bốn đốt sống nữa thì tới một chỗ xương bị sụp. Tâm nhìn vết gãy thì đoán chắc đây là nguyên nhân khiến cho con quái vật này bị chết. Một đốt sống của con này đường kính chắc phải bự sắp xỉ một cây cột điện gió, dài cỡ 3 mét. Với kết cấu xương thì nó có khác gì khối thép đâu. Vậy mà trước mặt Tâm có đến 3 đốt xương bị đánh gãy, làm cho cây cầu khỉ lõm xuống sát mép nước. Tâm nuốt nước bọt. Ôi, chắc là thiên thạch bắn phá làm con này chết quá. Chứ ai mà đánh nổi cái đòn này. Tâm chợt nhớ tới quan lửa. Ổng có đánh được như vậy không? Hơi nước bây giờ lan ra càng lúc càng dày, như một lớp bông gòn mỏng phủ lên tấm gương bóng loáng bên dưới. Tâm chỉ thấy lờ mờ, các hình ảnh phản chiếu bên dưới cũng đang di chuyển. Tâm nuốt nước bọt. Đám này định làm cái gì đây? Anh bước vào lõm xương đó. Cái đoạn này cầu hơi yếu, bước đi cảm giác xương rung lên nhẹ nhẹ. Từng nhịp rung của đốt sóng làm cho mặt nước lay động. Điều lạ là nước lan rộng đến đâu thì hơi mù cũng tan đi đến đó. Xung động lan theo hình tròn, hơi nước cũng tan theo hình tròn đó. Một khoảng mênh mông lại hiện ra xung quanh Tâm, với vô số những cái bức tượng và hình ảnh phản chiếu ma dưới nước, xen kẽ với những cây xương sườn cong cong. Tâm linh cảm chuyện sắp đến. Và đúng là sắp đến thật. Trong lúc anh cố điềm tĩnh để vượt qua chỗ sụt lún, thì có bốn cái bóng xung quanh rời khỏi vị trí đang đứng, tiến lại gần bóng phản chiếu của Tâm. Anh không dám nhìn thẳng, chỉ dám liếc xéo. Bốn cái bóng tiến vào dưới đốt xương sống, tức là theo phản chiếu, chính là chỗ anh đang đứng đây. Tâm đột nhiên thấy lạnh da thịt, cảm giác có ai đó đang ghì siết tới khó thở. Anh soi đèn lên mình thì tá hỏa nhìn thấy có bốn cái bóng đen đang quấn lấy cơ thể mình, đang từ từ siết lấy bụng, ngực, rồi cổ của anh. Tâm hốt hoảng, từ ngực anh trồi ra hai cái đầu. Chúng chính xác là cái bóng đen, như được cắt ra từ một tờ giấy đen dán lên vậy. Nó há miệng định ngoạm đầu anh. Tâm dùng tay chấm điểm thước ở mức lão, tầm hai đốt ngón tay, vừa hay đỡ lấy được cú đớp. Tâm dùng sức chụp cái bóng, kéo nó ra như người ta giằng một con mực khổng lồ đang cố bám xúc tu vào da thịt vậy. Thứ này lạnh ngắt và dai như đĩa. Dù chỉ là cái bóng đen, nhưng chúng có tới bốn cái. Tâm vừa giật được một cái ra thì hai cái choàng từ sau thình lình chụp lên đầu Tâm. Anh cảm thấy như bị nhốt trong cái túi ni lông kín hơi, cổ bị siết lại khó thở. Tụi nó siết chặt Tâm dữ dội, anh càng quẩy thì càng bị siết. Cầu xương sống thì trơn trượt hơn cả cầu dừa của Ngọc Sơn, cho nên chẳng bao lâu sau Tâm té xuống nước. Dưới này tối đen lạnh ngắt, lại bị chới với khi té từ trên cao xuống, nên Tâm bị chuột rút.
Cơn đau trải dài từ bắp vế lên đến hông, đau đớn làm cho anh bị sặc nước. Tâm đập trúng thứ gì đó cứng chắc, tròn tròn, làm anh gợi nhớ tới cái xương sọ. Nhưng quan tâm làm gì, anh ngồi lên được đã là may mắn phúc đức lắm rồi. Tâm hít thở một hơi dài. Cơ thể vẫn còn rất đau do chuột rút, nên không còn sức chống trả đám bóng ma. Chúng tiếp tục trấn nước anh. Lần dìm xuống này, nhờ chút không khí vừa rồi mà tâm thông suốt được phần nào. Anh nhắm mắt định thần, nhớ lại bài học luyện khí mà Quang Nữa đã dạy. Anh vận khí đều hơi, dòng hơi giữ lại nhiều ở thủ thế âm phế kinh, truyền qua túc dương minh vị kinh, kéo dài thời gian nín thở dưới nước. Nhớ lại lần khổ luyện với kinh mạch, tập đâm thân chuối, đến ngày thứ tư thì luyện thành. Lúc ấy trời đã tối mịt, Tâm mới mò về ăn cơm chiều. Hôm ấy có mưa lất phất, mấy tán cây gần nhà cứ cọ vào nhau, nghe hì hì như ma khóc quỷ cười xa xăm vọng lại. Tâm khẽ rùng mình, bất chợt nhìn cảnh rừng đêm âm u tịch mịch. Anh hỏi Quang Lửa, lỡ có lúc nào đó bị tà ma chứng khí vây quanh tứ bề thì làm sao? Quang Lửa nói, mày hiểu như thế nào là ma? Dạ, thì ma là ma, chết rồi không siêu thoát được sẽ là ma, quỷ hay là cô hồn gì gì đó. Tầm bậy. Thật ra mà nói, cái gọi là tà ma quỷ quái chính là oán nghiệp của chúng sinh trôi nổi trong cõi ta bà này, mà có rất nhiều người thường không thấy được. Ông giải thích, những người thấy được ma, quỷ thường là do ba dạng sau. Một là những người cận kề tử nghiệp, tức là sắp đến hồi trả lại cái nhân mà mình tạo tác từ trước. Hai là những người có duyên tu hành từ trước. Việc thấy được oán nghiệp trôi nổi đó như một hình thức nhắc nhở họ tiếp tục tu tập. Trước là để tịnh hóa nghiệp của bản thân họ, sau là giúp đỡ tháo gỡ và vực dậy những oán nghiệp kia, không cho nó đi tìm oan gia của nó nữa. Thứ ba, chính là những người như Lục Lâm, Lỗ Ban Tử. Vì họ là những người sử dụng từ trường của miền Tây để gia tăng sức mạnh, mà trong từ trường thì có sẵn oán nghiệp, nên họ thấy được. Địa ngục không phải là nơi nào đó xa xôi, trừu tượng, với lửa, băng giá hay vạc dầu, mà khi nào tâm ta khởi lên ý niệm xấu, lúc đó địa ngục đã hiện hữu quanh ta rồi. Khi chết con người đi về đâu? Về cái niệm cận tử nghiệp của họ, tức là khi hấp hối, chút sinh lực còn lại đó mà người ta nghĩ về cái tốt, nghĩ về những điều thiện mà họ đã làm, thì tâm họ thanh thản, họ vãng sanh về miền lành. Còn lúc đó mà nghĩ về những sân hận, những tham lam ích kỷ, thì dĩ nhiên tâm họ dấy lên địa ngục. Họ sẽ đi về cái miền sân hận, tham lam ích kỷ đó mà chính họ tạo ra. Đó là địa ngục. Không ai có khả năng cắt đứt được nghiệp, mà chỉ có thể gieo các duyên lành giúp người khác tịnh hóa bản thân, không sa vào địa ngục. Chính là như vậy đó. Và rơi vào địa ngục rồi, thì cái nghiệp đó trôi nổi trong cõi ta bà này, đến khi nào tịnh hóa được thì mới thôi. Nói như vậy, khi bản thân cảm thấy xung quanh có nhiều tà ma, chướng khí, thì nên hiểu rằng khi đó tâm của mình chưa tịnh, chưa an, còn chấp. Lúc này việc cần làm là phải tịnh tâm trước. Tịnh bằng thần chú, bằng kinh kệ, bằng thiền định. Khi tâm đã tịnh rồi, sức mạnh chân tâm sẽ soi chiếu xung quanh mình, làm các oán nghiệp trôi nổi trong cõi ta bà đó phát hiện ra mình không đồng loại với chúng. Chúng không thể ăn mình được, thế là chúng sẽ tự đi mà thôi. Chà chà, sao dài quá vậy bác? Có cái nào ngắn không? Ý con hỏi là cái lúc mà có tà ma chướng khí mà con không tịnh tâm thì làm gì cho nhanh? Chứ nghĩ bị nhiều đó thôi là con muốn đi đầu thai luôn quá. Quang Lửa nhìn Tâm,
trình cỡ mày á, thì cần phải mở rộng sự từ bi cứu độ, mà mày lại không đủ sức quán chiếu. Bài chú nào hợp với mày đây? Ông nghĩ ngợi giây lát rồi nói: được rồi, nếu mà mày rơi vô cái cảnh đó, mày cứ đọc thần chú chuẩn đề là được. Trong lúc bị các hồn ma vây quanh kéo xuống màn nước tối tăm, cơ thể Tâm như bị vùi xuống băng, lại bị chuột rút đau đớn. Anh tưởng kiếp này coi như bỏ, thì trong đầu hiện rõ ra lời quan lửa dạy đọc thần chú chuẩn đề. Theo kinh chuẩn đề Đại Minh Đà La Ni, Bồ Tát chuẩn đề là hóa thân của Đức Quan Thế Âm, thể hiện trong sáu đường sinh tử để hóa độ chúng sinh. Ngài là vị Bồ Tát có thệ nguyện hộ trì Phật Pháp và hộ mạng cho những chúng sinh nào trí tuệ kém cỏi, nghiệp chướng sâu dày, thân nhiều tật bệnh, thọ mạng ngắn ngủi. Mà những điều đó đều là những oán nghiệp đang trôi nổi và dìm anh xuống đáy nước này hay sao? Tâm nhắm chặt mắt, thả lỏng người, mặc kệ cơn đau hành hạ. Anh lầm rầm trong miệng bằng tất cả sự thành kính. Chừng 10 biến đầu, Tâm cảm thấy cơ thể bí bách hơn. Tuy nhiên khi đến 20-30 biến, cơ thể anh trở nên thoải mái nhẹ nhàng. Trong đầu cảm giác như đang rơi vào một quần sáng mênh mông vô tận. Ánh sáng ấy lọt ra khỏi tiềm thức của anh, soi sáng xung quanh. Tâm mở trừng mắt, nhìn chúng sinh quanh mình. Nếu là khi khác chắc anh đã sợ bỡ mật mà chết. Xung quanh Tâm lúc này có cả ngàn khuôn mặt người không có mắt, da họ tái mét, môi trương phình lên. Tất cả những khuôn mặt đó đang xếp quanh, mỗi cái đầu như một viên gạch. Tất cả cái đầu đó tạo nên cái thành giếng, ai ai cũng hướng về Tâm. Tóc họ bồng bềnh trong nước như những sợi rong bám trên gạch, chạm vào da thịt anh, sự nhớp nhúa rõ mồn một. Tâm chắp tay lại, tiếp tục trì chú. Những cái đầu đó bắt đầu la hét. Chúng há miệng bự như cái tô, bên trong miệng vươn ra những cánh tay dài ngoằn và gầy trơ xương, định chụp lấy cổ Tâm. Anh thấy đã thoát khỏi sự trói buộc của mấy cái bóng, lập tức vung hai tay ra. Cảm giác cơ thể bừng lên sinh lực, đẩy hết tà ma chướng khí như một quả bơm cuốn bay đất cát cây cỏ. Anh ngồi lên được, vừa hít một hơi dài, Tâm mở mắt ra thì đã thấy những bức tượng mở mắt nhìn anh trừng trừng. Giữa khối đá được tạc thành hình người vô cảm ấy, toàn thân nó đen xì, chỉ có hai con mắt trắng đục hiện lên hết sức ám ảnh. Dưới nước trồi lên một bộ xương khô chụp vai anh. Tâm dùng chưởng đánh bay nó đi. Anh tháo dây thừng nãy giờ quàng vai, ném móc câu lên một cái đốt sóng, rồi gắng sức leo. Lúc này dưới nước, bốn phương tám hướng nổi lên vô số bộ xương đen. Chúng phát ra tiếng gào rú, là âm thanh của oán nghiệp vọng tới. Chúng lao về phía Tâm, cứ như một đoàn cá dữ vồ mồi. Tâm lúc này ráng lắm, nhưng chỉ mới leo lên được một chút. Từ đầu gối trở xuống còn chìm dưới nước. Một con bám được vào đầu gối anh, leo lên thêm chừng 2-3 mét. Chợt anh cảm thấy nặng quá. Anh nhìn xuống thì thấy đám xương khô đùng lên theo anh như một cái kim tự tháp xương khổng lồ. Con này làm nền cho con kia leo lên theo, đứa nào cũng ráng bám riết lấy Tâm. Tâm thấy dây giật một cái gai xương mà anh móc vô sắp gãy đi. Biết rằng không thể chịu thêm được nữa, anh co chân đạp mạnh, gãy lìa cái bộ xương đang bám vào đầu gối mình, lại làm gãy luôn cái móc bám vào đốt xương. Anh rơi vào đám xương, lập tức bị chúng bâu vào, hệt như cả ngàn con dồi khoái chí thưởng thức miếng thịt. Bị đám xương khô chụp lên người, cơ thể Tâm nặng trĩu. Anh nhớ lại những lần tức giận, nhớ lại những muộn phiền, chuyện tình cảm không thành. Không được, anh nghĩ là nó đang kéo mình vào địa ngục chung với nó. Tâm lại tập trung trì chú,
từng biến chuẩn đề vang lên, làm cơ thể anh nhẹ nhàng thư thái. Lần này anh không vội ngồi lên nữa. Đến khi cảm thấy lòng ngực căng lên luồng sinh khí, Tâm hét lớn một tiếng. Ánh sáng hất văng đám sương đi, mạnh như gió lốc cuốn phăng mọi thứ. Tâm bừng tỉnh dậy, anh đang nằm dưới nước. Đúng là anh đã té khỏi cái cầu xương sống, cách chừng 4 mét. Tuy nhiên nước ở đây rất nông, chỉ ngập tới đùi. Tâm nhìn xung quanh là rất nhiều bộ xương một rửa đang nằm rải rác. Thì ra đây là thứ ma tà chứng khí đã kéo anh xuống. Tâm nhìn các bộ xương đều lốm đốm đen, có lẽ chết do trúng độc. Tâm tự kiểm tra kinh lạc của mình, thấy vẫn bình thường, không có độc. Mọi thứ nãy giờ chỉ là ảo giác, hoặc có thể là không. Vì tâm ma của anh trong một phút giây nào đó đã hòa vào địa ngục của cái đầm này, làm những thứ anh thấy trở nên tà ma thật. Cuộc sống này có chắc rằng chúng ta luôn nhìn đời bằng con mắt chánh niệm, không tạp loạn, không tà ma, khó mà biết được. Tâm nhớ lại lần đó, khi quan lửa dạy anh chú chuẩn đề, anh đọc vài biến thì cảm thấy khó chịu lắm. Trong đầu cứ nghĩ miên man những thứ tào lao bác xế. Anh nói: "Bác ơi, sao mà con trì chú đọc kinh mà trong đầu con nghĩ toàn chuyện bậy bạ gì đâu không à? Thôi tội lắm, con không đọc được đâu." "Mày lại tầm bậy nữa. Chính vì trong đầu mày toàn là tạp loạn, tà ma như vậy, nên mới phải càng tĩnh tâm mà tu, mà trì chú. Phật nào bắt lỗi chuyện đó. Người bình thường nên mới phải học cách kiểm soát tâm trí, không cho nó chạy rong như con ngựa hoang nữa. Có tu thì có tiếng, mày không đọc không hành trì thì làm sao mà tiến được hả con?" Lúc này Tâm mới hiểu được ý nghĩa của câu đó. Anh đu lên đốt xương sống. Ngoại trừ ảo giác nãy giờ ra thì cái cầu xương sống này vẫn đúng như vậy. Giờ Tâm bước gần tới cái xương bả vai, chút nữa là đến cái đầu. Đang đi chợt Tâm đạp phải thứ gì đó, bắn cái dịch đen xì ra, kêu bụp lên một tiếng như đạp phải cuốn chiếu núi. Anh nhìn xuống thì thấy mình vừa đạp lên con gì đó rất lạ, dài chừng gang tay, vỏ cứng, có nhiều chân màu vàng. Tâm kêu lên: "Ê, con mẹ ơi, rết gì bự vậy? Lại còn màu trắng đốm nữa." Cái loại này vừa nhìn thì đã biết cắn một phát là về chầu ông bà ngay. Tâm đá con rết vừa bị đạp nát đó xuống nước rồi bước đi tiếp. Lúc này từ các khớp nối đốt sống phát ra tiếng rét rét, sột soạt. Âm thanh nhỏ dần rồi vọng tới như có cả ngàn con chuột chạy qua đám lá khô, khiến cho Tâm chú ý. Anh nhìn ra sau lưng thì tá hỏa, từ bên trong đốt sống chui ra cả ngàn con rết y như lúc nãy. Con nào con nấy bự cả ngón tay cái. Khỏi nói cũng biết Tâm chạy cái dù. May mà anh mang đôi giày lính, chứ không mà mang dép thì phen này lạnh ít dữ nhiều rồi. Anh tưởng đâu chạy trên này là ngon, ai về đám rết này đích thì là sống bên trong đốt xương sống. Cho nên từ phía cổ đổ tới cũng cả ngàn con. Chúng bò kín cả khớp xương, nhìn ớn lạnh thấy một. Tâm đổi phương pháp, dùng dây thừng ném vào các sợi xương rồi đu tới. Hết dây thì phóng xuống nước, rồi lại lấy đà đu tiếp. Việc đu này thường ngày anh cũng tập đu qua các cành cây với lũ vượn, cho nên không tốn mấy sức. Đến cuối cùng, khớp xương bị mục, lại là xương nằm ngay dưới xương đòn. Anh lại rơi tổm xuống nước. Cũng may là thấp nên không sao. Bị bên dưới lớp bùn này là một khối xương khác rất lớn. Đám rết lúc này chắc hẳn đang bối rối trên cây cầu xương sống kia, khi không biết con mồi của mình đã trốn đi đâu. Chúng phát ra tiếng kêu nghe không khác gì chĩa micro vào cái loa, nó điếc cả tai. Tâm tựa lưng vào một khúc xương đen xì, rồi đèn ra xung quanh. Đứng ở góc này, anh mới nhìn được tổng thể hình dáng lưng và xương.
Tâm sực nhớ tới một con vật khổng lồ, cũng có kích cỡ gần gần như thế này. Ừ, chẳng lẽ đây là đời trước của con quái thú heo rừng mà mình thấy hôm bữa sao? Cũng khá có lý đó. Tâm nhớ lại lời trong bức thư. Quế Trâm phong tỏa lối đi vào bằng thuật lỗ ban tử. Lối vào đó chẳng lẽ lại nằm ở vị trí miệng của con heo rừng sao? Tâm nhớ ra bản thân thì lại đang đứng ở cái đầu. Anh lập tức đi một vòng quan sát, quyết tìm ra cái miệng của nó. Tranh thủ lúc đám rết vẫn còn chưa tràn qua phía này, Tâm nhanh chóng chạy một vòng quan sát. Đây đúng là phần xương sọ nhô lên khỏi bụng, bự như một cái gò đất, chu vi cũng cỡ 100 mét, cao chừng 3 mét. Phần hốc mắt đã bị phủ kín, cũng như mũi và miệng đều nằm dưới lớp bụng. Tâm tìm cách leo lên xem. Phía trên có nhiều loại dây leo và các loài cây kỳ lạ, thấp lùn, có lá tròn như cái dù. Tới đây anh mới phát hiện ra cái con này không có cặp nanh. Heo rừng không có nanh sao? Nếu không là nó thì còn có con gì bự quái vật như thế này nữa? Suy nghĩ một hồi, anh mới rọi đèn thấy nó có cặp sừng đen, chính là cái phần hồi nãy anh dựa vô. Sừng cong vuốt chĩa lên trời. Đường kính phần gốc sừng có lẽ bằng một căn nhà nhỏ. Tuy nhiên do cây rậm và dây leo phủ lên nên anh không nhận ra, cứ tưởng là đầu con vật bị kẹt trong khối đá nào đó. Tâm sững sờ. Con trâu sao? Bự quá. Cuối cùng sau chừng cả tiếng đồng hồ quan sát, Tâm cũng nhận ra vấn đề, cũng như cái gọi là phong tỏa lối vào. Tuy nhiên điều may mắn nhất là phần đầu này bị gãy đốt xương cổ số 1, tạo ra khoảng cách đủ để đám rết không phi thẳng qua đây. Chứ không thì Tâm làm gì thảnh thơi như vậy được. Đầu tiên, nguyên nhân làm cổ với đầu trâu này bị gãy cũng chính là thứ phong tỏa. Cái đầu này bị giam trong một cái lồng bằng gỗ. Các thanh gỗ hình chữ U úp ngược xuống, chặn từ cổ cho tới miệng. Chúng đè xuống theo thời gian. Nếu giải cơ quan không đúng thì nó sẽ càng nhấn cái đầu trâu xuống bên dưới. Có lẽ trước đây đã có người thử mở cổng rất nhiều lần, nên cái lồng gỗ đè xuống mãi, làm gãy đi cái đốt sống cổ đó. Lồng này được gọi là nơm bát quái. Hồi mới theo học hai đèn, học thuộc lỗ ban tử ở Bỉnh An Quán, đã nghe ông dạy về nó. Gọi là nơm, chứ cái này không dùng để bắt cá, mà là để giấu đồ. Chúng ta vẫn hay nghe chuyện mang màu sắc huyền bí về việc các thầy lỗ ban đi khỏi nhà, để đồ quý ngay trên giường. Nhưng nếu có ăn trộm vô thì không thể nào nhìn thấy được. Đó cũng là ứng dụng của nơm bát quái. Điều thú vị nằm ở phương vị của nó. Bát quái này không phải là tám quái của kinh dịch hoặc bát môn trong độn giáp. Nơm bát quái có tám phương vị là trái, phải, sau, trước, trái, trái, phải, phải, trên, trước, dưới, sau. Tức là tám góc nhìn về một vật. Để hình dung, hãy tưởng tượng giấu một vật trong nơm bát quái. Vật đó nằm ở trung cung là tâm. Bốn góc nhìn đầu thì dễ hiểu rồi. Đó là quay nhìn bên phải, thấy trái. Quay nhìn bên trái, thấy phải. Nhìn thẳng đằng trước, thấy sau. Quay nhìn đằng sau, thấy trước. Bốn góc nhìn sau là hướng nhìn xéo lên và xéo xuống của mọi hướng. Thuật này giải không khó, tuy nhiên phải đi vào đúng quái mới lấy được vật. Thường là qua hai quái mới tới một quái đúng, cũng như cái nơm chụp được cá rồi. Nhưng nếu không thò tay từ trên xuống thì không thể bắt cá ra được. Vậy cái nơm chụp lên đầu con trâu này giấu cái gì? Chính là giấu ổ khóa để mở lối đi xuống. Mai Quế Trâm hồi đó đã phong tỏa ổ khóa. Việc di chuyển phải đúng với quái. Điều này có lẽ ngay cả quan lửa cũng khó mà thử được, vì chỉ có đệ tử chân truyền của lỗ ban tử mới được học mà thôi. Mai mà Tâm còn nhớ, ổng không tìm được ổ khóa
nên nhiều lần động một cái đầu trâu làm nó chìm sâu xuống chăn. Tâm bước vào đúng quái thì anh thấy ổ khóa hiện ra trước mắt. Thứ ổ khóa này làm cho anh nổi da gà vì nó khóa kinh dị. Bên trên cái đầu trâu có một cái đài gỗ, nói đúng hơn là một cái lồng nhỏ hơn, để bên trong là tháp người được xếp như củi, tức là những cái xác khô được xiên vào các cây cọc dựng ngang dọc. Mỗi hàng có 10 người. Điểm giao nhau giữa cây đứng và dây ngang là các khớp nối kiểu lỗ ban, phải biết ý mới gỡ ra được. Nhưng không lẽ ổ khóa này chỉ đơn giản là đi gỡ mấy cái xác sao? Tâm nhìn cái ổ khóa, trước tiên là phải hiểu được chốt của nó là gì. Anh đi một vòng quan sát, nhìn ngắm những cây cọc xiên người được kép với nhau. Tâm bất giác nổi óc cục. Mai Quế Trâm dù sao cũng đã quá tàn ác khi làm nên cái cơ quan như thế này. Bên dưới bệ người này là bệ gỗ, các cây cọc đứng ghi vào trong đó. Anh để ý góc cọc có một khoảng không và cọc có thể xoay. Tâm đoán anh sẽ phải rút người. Nếu rút đúng thì giật được cái lẫy để đẩy cái đầu trâu lên và ngược lại. Vậy thì làm sao để mở khóa? Các xác người đều là xác khô, kiểu như xác ướp trong sa mạc, chỉ còn da căng xương, nhìn không khác gì nhau thì làm sao mà chọn? Tâm sực nhớ tới lời nhắc, cần đệ tử của Lỗ Ban Tử cùng với thước sinh tử của người cô chỉ. Lỗ Ban Tử vào được đây thì vượt qua được nơm bắt quái rồi. Vậy thì cái thước có số đo chết của toàn bộ tộc cô chỉ là chìa khóa để giải cơ quan này. Phải chăng là trong các xác khô đó chỉ có một xác là người cô chỉ, hoặc ngược lại, chỉ có một xác là người ngoài? Nếu tìm được xác đó và rút ra thì mở được ổ khóa. Dù gì cũng cho rằng đã đúng hướng. Tâm quỳ xuống thành tâm khấn vái các xác ướp, xin mạo phạm họ. Tâm lấy một hòn đá đánh dấu các xác, anh đo từ trên xuống dưới. Rốt cuộc có cái xác thứ 6 từ trái qua, hàng thứ 3 từ trên xuống, có số đo khác biệt với toàn bộ. Hay nói chính xác hơn thì cái thước khi đo chiều dài các xác kia thì hiện lên dòng chữ cổ mà Tâm đoán là chữ tử. Còn cái xác đó thì hiện lên số 1 trong tiếng Phạn. Nó y hệt như số đo mà cây thước nói về bà già cùng, nên càng làm Tâm thấy khó hiểu. Trong lúc Tâm hì hục giải thì anh không biết được rằng đám rết do bị dồn lại thành một khối lớn ở cái cổ trâu nên đã rơi xuống nước rất nhiều, ào ào như mưa. Chúng nó bơi được trong nước, đùng đùng kéo tới. Tâm mở khóa lỗ ban là các phần nối thanh gỗ với nhau bằng cái lỗ mộng. Hai đèn nối có tới 62 loại khóa lỗ ban. Cái này thì tương đối dễ, vì để đục được đúng tỷ lệ và vừa khích mới khó, chứ tìm được máu gỡ ra thì không thành vấn đề với Tâm. Đến lúc tụi nó bò lên nửa cái đầu thì Tâm mở được cọc, kéo cái xác người ra. Cái cọc đứng xoay mấy vòng, mặt đất bỗng rung lên dữ dội, các thanh lọng chữ U ngược bắt đầu trồi lên. Tâm đếm có cả thảy 17 thanh như vậy, đè mỗi cái đầu trâu, đủ thấy ban đầu nó lớn cỡ nào. Nhờ cái đầu được nâng lên nên đám rết đều bị rớt xuống hết. Cả hộp sọ được kéo ra khỏi bùn lầy, đất đá. Bên dưới là sình bùn trộn với rất nhiều gai sắt. Vậy nên nếu có ai đó định đào để mà đi xuyên qua thì cũng vô dụng. Lối đi nằm dưới hàm của con vật. Khi anh vừa bước vào thì cái hàm cũng sập xuống, bịt lại lối đi, làm Tâm giật mình. Tâm bật đèn pin lên, nhìn cái khoang miệng mà anh đang đứng, có khác gì cái phòng hội nghị trống trơn đâu. Những răng nhai mà anh tưởng là cái giường đá to tướng, trong này không bí bách, có lẽ thông với lối ra ở chỗ khác. Tâm đi tới mái vòm,
đoán chừng là cuống họng của con vật. Kỳ lạ là phần này vẫn còn thịt, có điều đã khô lại. Các thớ cơ như miếng thịt khô vẫn còn nguyên vân mỡ. Các tấm da lớn mà Tâm đoán chừng là dạ chứ cỏ, to cũng phải cỡ cái nhà của anh. Để leo xuống thì có các bậc thang cây móc vào thực quản, thân to cỡ bắp chân, có các nấc đưa ra y hệt như cái xương sống màu đen dẫn đi miên man. Tâm leo xuống một chút thì có các tấm gương nhỏ xíu, loại gương cầm tay to cỡ lòng bàn tay, mặt sau là tấm nhôm được móc vào cây đinh cắm vào thịt. Mặt ngoài có tấm bùa màu vàng đã bạc thết đi. Ban đầu chỉ một ít, nhưng càng xuống càng nhiều. Tâm vô tình nhìn vào một cái gương thì thấy có một nửa khuôn mặt đang nhìn anh. Tâm sợ quá tuột tay. Rơi được một chút, may mà anh tỉnh lại kịp, chụp lấy một nấc thang, đu chân trụ lại được, không thì té xuống tan xác rồi. Phần thực quản ở đây phình to ra, bự cũng cỡ cái đốt xương sống bên trên. Tâm lơ lửng trên cây thang, trội đèn nhìn xuống thì tưởng như đang trong đường ống tử thần thông tới địa ngục. Âm thanh u u vọng lên, nghe như gió thổi. Anh nhìn xung quanh thì thấy treo rất nhiều cái gương nhỏ đủ kiểu. Những cái ở gần không có cái nào phản chiếu hình anh cả. Tất cả đều là hình một người xõa tóc, để lộ ra khuôn mặt tái mét với con mắt mở to. Những tấm kiến rung lên, những lá bùa cũ rích trấn giữ có bộ không còn được hữu dụng lắm. Tâm tuột xuống thật nhanh, nhưng cũng phải cỡ 15 phút anh mới leo tới đáy được. Không gian ở đây cao ráo, có lẽ anh đang ở bao tử. Thành bao tử đã khô lại, sờ vào như da nấm đông cô khô. Dưới này có ẩm, nhưng không có mùi mốc, mà tỏa ra một mùi thơm dịu nhẹ như gỗ cây xá xị. Có lẽ là từ cái bao tử này. Tâm rọi đèn thám thính xung quanh, nó trống lỏng nên cũng không sợ có con gì núp. Nhưng ma quái ở chỗ, chính giữa có một cái bàn. Bên trên là tấm gương lớn theo kiểu cổ điển, được phủ bởi một tấm vải đỏ cũ nát. Sau một lúc tò mò pha lẫn lo sợ, Tâm tiến đến kéo tấm vải ra. Tấm gương bên trong đen xì, soi vào không thấy được gì hết. Tâm lau chùi nhưng vẫn không nhìn được gì trong đó hết. Nó đen như lọ nồi. Chợt phần đen thu hẹp, làm Tâm giật mình nhảy lui về sau. Trong đó hiện ra một cột đen chính giữa, hai bên bài trí của một căn phòng khác với đầy đủ bàn ghế, giường tủ, tranh treo tường. Và trong gương phát ra tiếng cười hô hố. Từ sau cột đen đó lún ra một khuôn mặt nữ, tiếng cười như xuyên thủng qua tai Tâm. Thì ra trong gương nãy giờ có người ngồi, lấy đầu che đi tấm kiến nên không nhìn thấy được gì. Bây giờ thì họ xoay lại mới thấy, đó là một phụ nữ rất đẹp, tóc xõa dài, mặc áo ngũ thân tay chẽn màu xanh dương, nhìn như phụ nữ có chức quyền địa vị thời xưa vậy. Bà ta ngồi xuống ghế, trong gương có cái bàn trà và ghế lưng dựa khảm xà cừ rất đẹp. Trên bàn là dĩa trầu và trái cây. Bà ta cất tiếng, âm thanh vang ra khỏi gương nghe ma mị, vang vọng trong không gian. Bây là ai mà vô đây? Tên họ thì tao không biết, nhưng chắc là lỗ ban tử hả? Tâm muốn đái trong quần. Anh ráng bình tĩnh hỏi. Bà là ai? Bà ta lấy miếng trầu trên bàn, bỏ vào miệng nhai nhúp nhép. Tao là Mai Quế Trâm. Nếu bay là lỗ ban tử thì quỳ lại sư cô được rồi đó. Bà nói cái gì? Mai Quế Trâm chết lâu rồi mà, sao bà lại đây được? Ma quỷ giả danh, tao cho một ấn thì khỏi siêu sinh khoan. Vừa nói anh vừa cầm cây thước lên nhá nhá. Bà cười hô hố. À, đúng hơn là Mai Quế Trâm từng tu luyện ở đây.
Và tấm gương này bà dùng nhiều nên có hồn bà trong đây. Bà là tao, tao cũng là bà. Bà nhìn quanh mép cái kiến này có thấy gì hay không? Bà chỉ vào hàng kinh văn khắc quanh viền gương. Tâm sợ lại gần bà nhảy sổ ra đớp thì chết luôn, nên chỉ đứng xa xa. Rồi đèn nhìn dòng kinh văn đó, nét khắc thanh thoát, mềm mại, chữ thì anh chịu không đọc được. Ừ, thấy thì sao? Nghe mày nói là tao biết mày không rành dòng chữ đó rồi phải không? Tấm kiến này là đồ của Tây, còn cái viền kiến này là do Trần Lục làm. Nói cách khác, cái gương này là một cái hòm. Tâm nhớ cái tên Trần Lục, người của nhánh Quan Thiết, đã chỉ chỗ cho Diệp Thoại Ngân trốn vào U Minh. Anh hỏi: vậy ra bà không phải là Mai Quý Trâm? Bà phun trầu ra nói: tao là Mai Quý Trâm. Có điều Mai Quý Trâm đã chết. Tâm thấy mọi thứ dần trở nên mơ hồ. Anh cẩn thận kiểm tra kinh lạc của bản thân xem có bình thường hay không. Anh bấu vào móng tay cái, ngón giò cái để tỉnh táo lại. Nhưng đúng là mọi thứ hoàn toàn bình thường. Anh đang thực sự nói chuyện với phần thần thức còn sót lại của Mai Quý Trâm. Tâm muốn thử rằng đây phải là Mai Quý Trâm hay không. Anh hỏi về bức thư. Thư nào? Thư gì? Thư bà viết về cho sư phụ của bà, kể là Diệp Thoại Ngân đang giữ qua cầu đó. Tao không biết về bức thư. Có thể tao viết bức thư đó sau khi rời khỏi cái động này, nên tao không biết tao viết cái gì. Bà nói cái gì mà tâm lum vậy? Thì là chuyện viết thư xảy ra sau khi có tao. Làm sao tao biết tao ra khỏi đây tao viết cái gì chứ? Vậy lúc bà có trong đây, bà có biết cái gì về ba quả cầu lỗ ban hay không? À, cái đó thì có. Tâm thuật lại chuyện tình Mai Quý Trâm và Dương Thiết Trung cho Mai Quý Trâm trong gương nghe. Hỏi có phải ba quả cầu được làm ra để khắc chế Kim Lân Đại Tiên hay không? Bà nghe xong thì cười ha hả. Diệp Thoại Ngân là chị em của tao, làm gì có chuyện bà bắt nhốt tao được. Ai đồn mày vậy? Ừ thì thời nay người ta đồn vậy đó. Chắc cái thằng cha Thiết Trung đi đồn bậy đồn bạ, đặng bôi trò trắc trốn cho mặt chị em tao. Ai mà thèm thằng cha? Ủa là sao? Là không có chuyện tình cảm trai gái gì trong đó hết. Tao vào trong này là để làm ra bốn quả cầu lỗ ban, chứ có phải bị bắt bớ cái gì đâu. Sao lại là bốn? Tôi nghe là ba thôi mà. Mày nghe tào lao rồi đó con. Tao làm bốn trái không phải đại diện cho bốn phái lỗ ban tử, mà là đại diện cho tứ thú. Tâm nghe nhắc tới tứ thú thì cũng tò mò. Cái tên này xuất hiện khi Quan Lửa kể về thập sinh. Cụ thể nó ra sao thì anh cũng không rõ. Anh hỏi: bốn trái cầu thì dính líu gì tới tứ thú? Kiểu bà chơi Pokemon hay sao? Quế Trầm nhíu mày, không hiểu bô môn đó là cái gì. Tâm xua tay bảo: Thôi, bà nói về tứ thú coi. Mai Quế Trầm nói về tứ thú, về lý do tại sao có bộ xương con trâu khổng lồ ở đây, và tại sao bà lại có mặt trong gương. Thời xa xưa, thổ ấy miền Tây chỉ là một vùng rừng hoang vắng, đất đai ngập nước. Tại vùng đất này có bốn con vật thống trị sức mạnh tâm linh. Phương Bắc cao ráo tương đối, có loài cò khổng lồ, toàn thân đen như quả, nhưng lại có ánh mắt sắc nhìn thấu được tâm can, gọi là càn lộ, cò đen. Phương Nam rừng rậm nhiều, nước vàng mặn, có loài cá sấu thành tinh, có linh tính và sức khỏe đáng gờm, là ngạc côn, tức là con cá sấu.
Phía đông là duyên hải, có rừng thưa và nhiều hoa trái. Ở đây có con quái thú heo rừng cao lớn, thân hình như quả đồi nhỏ, có ba cặp nanh, tên gọi là Giác Thỉ. Phía tây đầm lầy là một vùng đồng bằng nhỏ, nhiều đồng cỏ, lại có cây cối thấp xanh mướt. Ở đây có giống trâu khổng lồ, toàn thân trắng như mây. Khi nằm yên thì người ta tưởng là núi đá vôi, ngủ một giấc 80 năm mới dậy. Tên nó là Vân Ngưu. Vùng đất này cứ vận hành dựa trên sự phân định bốn phương với bốn thần thú như vậy, cho đến khi Lục Lâm nổi dậy hùng cứ một phen, xâm lấn nhiều vùng cấm địa. Một trong những điều khủng khiếp nhất họ đã làm là đổi chỗ những thần thú này. Càn Lộ từ phương Bắc đã đi về phía Tây, Ngạc Côn từ phía Nam cũng tràn lên, Giác Thỉ thì lại chạy xuống phương Nam. Bốn con cứ đánh nhau liên miên năm này qua tháng nọ, tranh giành ảnh hưởng. Tụi nó đánh nhau không phải là lôi nhau ra cắn, xé hay hút gì hết, mà chúng sẽ phá ổ của đối phương. Mỗi con vật đều có bản năng lựa chọn một nơi để làm nhà sao cho an toàn và thoải mái nhất. Việc nhà bị phá khiến các con vật này trở thành lang thang, và tính hung hăng cũng tăng lên. Từ đó, Lục Lâm muốn khống chế sức mạnh của tứ thú, bắt chúng phục tùng cho ham muốn của mình. Người muốn ngăn cản chuyện này là Tứ Miếu và Thầy Cà Ràng, hay còn gọi là năm nhóm: Hành Hương, Thương Hầu, Lỗ Bang, Quang Thiết và Lý Gia. Những kẻ mạnh nhất Lục Lâm lúc đó âm mưu thống nhất thiên hạ, diệt đi Tứ Miếu. Vì Tứ Miếu đại diện cho bản tính của người lưu dân, tức là sức mạnh ngoại lai, còn Lục Lâm là sức mạnh xưa cũ. Nhưng nếu nói về sức mạnh xưa cũ thì Lục Lâm còn xuất hiện sau cả Thầy Cà Ràng, cho nên lại không có chính danh. Cùng một tự trường thì không thể chia sẻ được nhiều, lại bị Thầy Cà Ràng hăm he nên Lục Lâm bày ra chuyện. Bày có biết chân giới không? Ờ có. Là chỗ của người chết, đúng chưa? Đúng. Lục Lâm với chân giới bài mưu, định tạo ra một thế giới đại đồng, không còn đấu tranh nữa, nên nhờ Thầy Cà Ràng làm ra một lệnh bài có khả năng xử tội bất cứ ai, miễn là người đó thực sự có tội. Sau đó sẽ giao lệnh bài này cho một con người bình thường có đủ tài đức để làm trọng tài phân minh. Tuy nhiên vụ án đầu tiên mà kẻ cầm lệnh bài đó phán xử lại là xử chết toàn bộ Thầy Cà Ràng theo đúng kế hoạch của Lục Lâm. Vậy thì sao? Tức là mũi dùi của Lục Lâm tập trung toàn bộ vào Tứ Miếu tụi mình đó. Bày hiểu chưa? Thở đầu, những kẻ thay thế Thầy Cà Ràng xưng là Lý Gia, chúng thuyết phục được một người của Thương Hầu tên là Chánh Thuần đi theo. Lúc này nội bộ Chánh Thuần vừa trải qua một đợt gió tanh mưa máu, nên bản thân họ cũng cần một thế lực để liên minh. Thế nên Thuần đã đồng ý. Ai dè, cái bắt tay giữa Thương Hồ và Lý Gia lại bắt đầu cho chuỗi bi kịch về sau. Làm Lỗ Bang Tử phải giả chết trong cái xóm nhỏ, Quan Thiết bị lừa đóng quan tài, và Hành Hương bị chết tại Cô Tô. Tại sao chứ? Lý Gia đã làm gì? Quế Trâm thở dài. Lúc này họ bị Lý Gia, mà đại diện là Chánh Thuần, lừa đi xây mộ cho một kẻ gian manh tên là A Kha Chinh. Tại đây khi xong mộ, hồng quán của phe Hành Hương đã bị phục kích giết chết. Sư phụ tao cùng Trần Lục thoát được, mới tụ về họp bàn tại Vĩnh An quán. Không phải là vì sinh mạng bản thân, mà vì còn các bí thuật Tứ Miếu không thể để mất được, mới nghĩ bàn cách phục hưng đó. Quế Trâm kể lại trong uất ức. Sau đó là tới Lý Chánh Thuần, hẹn gặp hai người đó ở giàm cỏ. Bà mẹ nó, ai ngờ ông làm phản ra mặt,
Sư phụ tao chạy kịp, còn Trần Lục bị rơi xuống sông mất tích đi. Đợt đó sư phụ tao đã yếu sức rồi, mới chỉ tao về đây luyện bốn quả cầu lỗ ban để khống chế bốn con thú, không để Lục Lâm dùng chúng được. Ồ, khoan bà, đang nói chuyện phục hưng tứ miếu, sao lại qua chuyện không cho Lục Lâm thuần phục tứ thú chứ? Quế Trâm chồm tới gần gương mà nói: cái thằng ngu, vì tao mượn sức mạnh của bốn con đó lưu giữ các bí thuật của tứ miếu trong quả cầu, nếu để Lục Lâm dùng được tứ thú thì liên kết giữa chúng và các quả cầu bị lung lay và hư hại đi. Ủa mà bà kể là bốn, mà sao giờ còn có ba trái cầu thôi? Cái chỗ này hồi đó con trâu còn sống, tao chui vô bụng nó để tập trung ngồi luyện. Ai dè khi luyện xong thì nó bị kẻ lạ mặt đánh chết. Tao chui ra rồi dựng cái nơm bát quái lên trên. Vậy trái cầu của trâu trắng đâu rồi? Tao không biết. Lúc đó tao nói là tao sẽ đem đi, chết thì cùng chôn với mình. Nhưng hiện giờ tao đâu biết tao đang ở đâu. Tâm gãi đầu. Thôi thì còn nhiêu hay nhiêu. Tâm hỏi cách gỡ ba trái cầu. Mai Quế Trâm cười lên ha hả. Mày thả tao ra đi, tao mới chỉ mày gỡ. Mai Quế Trâm cười lên, chồm tới áp sát khuôn mặt trắng bệch, cặp môi đỏ chót, cùng với đôi mắt to tròn vô tấm gương, háo hức chờ đợi câu trả lời của Tâm. Cảm giác như Tâm đang xem một đoạn video kinh dị, khi con ma sắp sửa chui khỏi màn hình. Da gà da vịt nổi lên rần rần. Tâm hỏi: bà là thần thức của người ta mà, thoát ra là thoát làm sao? Thì tao coi cũng như hồn ma thôi. Mày đưa tao ra, tao sẽ chỉ mày nhiều thứ. Đừng quên tao cũng là lỗ ban tử đó. Tâm bán tính bán nghi. Bà nói cũng đúng, nếu sắp tới mà đem được bà theo thì tiện biết mấy. Mà khoan, bà ra đây rồi bà dắt dưỡng ở đâu? Mày lấy cây dao đục bỏ hàng kinh văn quanh mép gương là được, sau đó dùng tấm vải đỏ chụp tao lại. Tạm thời tao ở trong tấm vải chứ có đi đâu đâu. Tâm nghĩ vậy cũng quá tiện, có thể đem bả đi theo, thế nào cũng giúp ích được trong chuyện cứu hai đèn. Anh chần chừ một lúc lâu, nghĩ cách làm cho chu toàn. Mai Quế Trâm thì lại càng thúc giục. Tâm nghĩ: má nữa, có khi nào bà già này chơi mình không ta? Tâm nhìn các ký tự xung quanh mép gương, anh biết đó là một loại bùa chú. Nhưng để làm được bùa chú nhốt thần thức con người vào, hệt như dùng quan tài chôn xác chết, thì quả là cái người tên Trần Lục hơi bị cao tay. Ổng tạo ra cái gương này làm gì? Mai Quế Trâm lúc đó có biết thần thức của bả bị chia ra hay không? Quá nhiều câu hỏi ập tới, làm Tâm chưa mở gương ra vội. Anh cứ suy nghĩ, mặc kệ bà Trâm thúc giục. Lát sau anh mới nói: đưa bà ra thì cũng dễ thôi, nhưng mà tại sao tôi phải làm chuyện này? Ý mày là sao? Tâm đứng đối diện với gương, khoanh tay suy nghĩ. Thì rõ ràng là bà có trong gương từ hồi xưa tới giờ, chắc cũng đã cả trăm năm rồi. Sao tôi biết lý do bà bị nhốt chỗ đây chứ? Biết đâu bà là hồn ma bóng quế nào, giả dạng thành Mai Quế Trâm lừa tôi. Dù sao thì tôi cũng có biết mặt bà Trâm đó tròn méo ra sao đâu, cho nên bà bịa ra nói sao cũng được mà. Mai Quế Trâm nhíu mày, bà quay lại ghế, ngồi gác một chân lên, lại lấy trầu ra nhai nhóp nhép. Bà nói: 100 năm rồi sao? Tao có biết bao lâu đâu. Tao chỉ nhớ được cái ngày tao rời khỏi chỗ này thôi. Sau đó bóng tối bao vây. Mà bóng tối thì sao tao hiện ra được? Tao nhìn màn đêm đó rất lâu, rất lâu. Tao cũng biết là lâu,
ai về cả trăm năm rồi hả? Lúc đó bà Trâm có biết là có một bả khác ở trong gương hay không? Có chứ, tao biết mà. Vì tác dụng của cái gương này chính là tạo ra một bản sao của bản chánh. Tụi tao hợp sức với nhau mới có thể học được nhiều thuật, rồi từ đó tổng hợp ra bốn quả cầu được. Sao lại hợp sức? Mai Quế Trâm phun trầu ra nói: Mày ngu, nếu có một mình mày mà đọc 1000 trang sách tốn 10 ngày, đằng này có hai mày, có phải chỉ tốn 5 ngày không? Tâm hết sức ngạc nhiên, anh hỏi: Hai bà học cái gì mà phải xài tới thuật này? Mai Quế Trâm đứng dậy, rồi đi tới một góc khuất, lôi ra một cái rương gỗ. Bên trong là cả một đống sách cổ. Bà chỉ vô rồi nói: Đây nè, toàn bộ là những bí thuật của Tứ Miếu, được Trần Lục và sư phụ tao gom về được. Có điều sau khi từ Dàm Cỏ về, Trần Lục mất tích, sư phụ tao lâm trọng bệnh, không đủ sức lực để tổng hợp nó lại. Vậy nên bà mới kêu tao làm đó. Tới ngày đi, tao gấp quá nên quên hủy cái gương đi, nên tao còn ở đây. Tâm nhìn đống sách không chớp mắt. Mai Quế Trâm lấy lên một cuốn, rồi nói: Đây nè, cuốn này là kỹ thuật đóng hòm để chôn vật không chết không sống. Cuốn này là xây nhà trên địa thế hung hiểm, có tác dụng trấn yểm. Cuốn này thì nói về cách lựa gỗ để đóng hòm chôn người không cho đầu thai. Cái này thì làm hòm bằng nhôm. Thôi thôi đủ hết à. Tâm nghĩ chắc đúng bả là thần thức của Mai Quế Trâm rồi. Anh hỏi: Ê, vậy có cuốn nào nói về cách làm cái gương này không? Không có. Tuy là tổng hợp, nhưng mấy ổng mấy bả cũng chừa chút đỉnh trấn môn chứ, đâu có khoe ra hết được mày. Nếu mà có trong này á, thì tao tự đọc rồi tìm cách ra rồi, chứ nhờ mày làm gì. Mà bà cũng chỉ là hình ảnh của một người đã chết, có đi ra ngoài này cũng để làm gì đâu. Mày sống mà không bao giờ có ước mơ hả con? Có chuyện gì mày thấy hoài á mà chưa được chạm vô, mày có muốn thử không? Tâm thở dài. Đúng là không thể cứ đứng nhìn hoài như vậy được. Anh quyết định sẽ thử đưa bà ta ra. Còn nếu bà dở quẻ, thì với những thứ anh học được từ quan lửa, không lẽ không nhấn đầu bà vô ngược trở lại được. Rồi, bây giờ làm sao nè? Tao biết tao có thể tin mày được mà. Bây giờ mày dùng cây dao cạy sao cho mất đi cái dòng chữ quanh mép gương là được. Mà khoan đã, sao bà biết cách là vậy? Trời ơi, mày không nhận ra đó là những dòng chữ trấn giữ tao hả? Nó là câu thần chú gọi về sức mạnh của bãi nữ thần sông. Mày đục nó ra thì dòng nước giam giữ tao mới mở được. Tâm sờ vào tấm gương, dùng cây dao đi rừng cạy dòng chữ, thì chợt nó rung lên dữ dội, hệt như vừa đánh thức con quái vật nào đó khỏi giấc ngủ. Các thớ gỗ tưởng chừng như tét tới nơi, vậy mà vẫn liền lạc trở lại. Không sao cả. Cái gương rung lắc kêu ầm ầm chừng hơn 10 giây, rồi lại phát ra tiếng hét rất lớn. Tâm phải bịt lỗ tai ngồi xuống. Dọc viền gương có vết nứt. Mai Quế Trầm hét lên: Lấy tấm giấy trùm hồi nãy che cái kiến lại cho tao, nhanh lên! Tâm nhanh chân chụp tấm giấy, vừa đưa lên trùm cái gương thì có thứ gì đó phóng từ bên trong ra, làm cho tấm giấy lồi lên, hệt như một khuôn mặt người rõ mồn một vậy. Tâm sợ quá bật ngửa ra sau, tấm vải vì thế rơi xuống đất nằm im lặng. Cây đèn pin lăn lông lóc dưới đất, kéo một vệt sáng dài chia đôi căn phòng lặng im. Tâm lờm cờm bò dậy, anh rọi đèn vào tấm gương thì nó đã không còn hình ảnh Mai Quế Trâm và căn phòng kỳ lạ nữa.
giờ đây nó lại là một tấm gương bình thường, đang phản chiếu lại anh với vẻ mặt hoảng sợ mà thôi. Tâm định lấy vải trùm nó lại, bây giờ mới tá hỏa ra. Trên tấm vải đã in một hình chân dung của Mai Quế Trâm ở trên đó từ khi nào. Hình vẽ cứ như chụp vậy. Bà ta đang ngồi gác một chân lên ghế. Tâm chọt chọt vô tấm vải. Ê bà già, nói gì đi. Bà im lặng. Đúng hơn là tấm vải im lặng. Tâm không biết. Thế là gối tấm vải lại, rồi lặng lẽ chui ra khỏi bao tử trâu. Rốt cuộc tìm được câu trả lời cho bí mật này thì lại lồi ra một đống bí mật khác. Rốt cuộc Diệp Thoại Ngân có giữ quả cầu nào hay không? Vì sao Mai Quế Trâm lại nói là sẽ để một quả cầu dưới mộ của mình? Biết bao nhiêu câu hỏi ám lấy đầu Tâm trên đường về. Đường về thì Tâm đi vòng để né được đám người vằm chăng, cũng như là Diệp Thoại Ngân. Quý thính giả vừa nghe xong tập 8 của Lỗ Ban Sát Thước Thiên 2, tác giả Lâm Gia Thái Bảo. Hẹn gặp lại ở tập 10 của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.